mọi người hoàn toàn có thể đối chiếu các cái số liệu này thông qua trang web là si.com. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho mọi người một vài các cái chỉ số của Shopee trong hơn một năm qua như sau. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến hai chỉ số, đấy là gross order có nghĩa là tổng số lượng hàng hóa, lượng đơn hàng đấy, và GMV tức là tổng giá trị giao dịch thông qua sàn. Thì đơn vị tính đối với lượng order đó là tỷ, và đối với lại GMV đó là tỷ đô la. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều như sau này. Vào quý 1 năm 2020, Shopee đạt khoảng 400 triệu đơn hàng. Con số này tăng lên 600 triệu vào quý 2, 700 triệu vào quý 3 và chính thức quý 4, tức là tháng 9, à tháng 10, 11, 12. Tháng 10, 11, 12 năm 2020 thì Shopee đạt chính thức đạt cán mốc là 1 tỷ đơn hàng trên một quý. 1 tỷ đơn hàng trên một quý có nghĩa là gì? Một quý của chúng ta là có 3 tháng đúng không ạ? Tức là tương đương với 90 ngày. 1 tỷ đơn hàng trên một quý có nghĩa là giá trị tương đương khoảng 11 triệu đơn hàng trên một ngày đang được vận hành qua hệ thống Shopee. Và chúng ta sẽ có cái chỉ số thứ hai, đó là câu chuyện là GMV. GMV của Shopee thì mọi người nhìn cho mình cái quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021 ạ. Quý 4 năm 2020 Shopee đạt giá trị tổng giá trị giao dịch thông qua sàn Shopee là 11,9 tỷ đô la. Và điều này nó và đến quý 1 năm 2021 thì con số này là 12,6 tỷ đô. Thì giữa hai con số này nó sẽ chênh nhau khoảng tầm 700 triệu đô la. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây không phải là chênh nhau 700 triệu đô la, mà vấn đề ở đây đó là cái con số giá trị giao dịch qua sàn nó vẫn tăng, mặc dù là nó là tăng từ quý 4 của một năm và sang quý 1 của một năm tiếp theo. Thì nếu như mà ai làm thương mại điện tử đấy thì các bạn đều thấy một cái điều rằng là thông thường đối với lại các chu kỳ của các sàn thương mại điện tử thì doanh thu sẽ là thấp nhất vào quý 1 đầu năm và nó sẽ tăng trưởng đều đến quý 4 cuối năm. Và thông thường các anh em làm thương mại điện tử đây em hay nói rằng là cái quý 4 đấy, cái tháng 10, 11, 12 đấy, đó là mùa gặt của anh em thương mại điện tử. Nhưng với cái biểu đồ mà các bạn đang xem thì quý 1 của 2021 thậm chí nó còn cao hơn quý 4 của 2020. Tức là nó dự báo đến một cái câu chuyện là cái đà tăng trưởng của Shopee nói riêng và thương mại điện tử năm nay nói chung nó là trên đà gọi là tăng phi mã. Nó tăng rất là khủng khiếp. Rồi, vậy thì khi mà nó tăng khủng khiếp như vậy thì thị trường đón nhận sự có mặt của những ai? Thì ở đây mình ghi một cái slide nó mang tính chất là con người mình nó rất là hài hước nên là mình ghi ở đây mình mang một cái tính chất là cho mọi người thấy là nó vui vẻ thôi. Thì mình ghi là với sự tham gia của thương mại điện tử đó 2021 chứng kiến sự tham gia của những thành phần sau đây. Thứ nhất là các nhãn hàng lớn và thậm chí là các nhãn hàng quốc tế. Ngược trở lại dòng thời gian thì ví dụ như thời điểm năm 2016, 2017 khi Shopee về Việt Nam, người ta định nghĩa rằng Shopee là một cái chợ giá rẻ nơi các tiểu thương buôn bán những mặt hàng quần áo giá rẻ này, mỹ phẩm giá rẻ này, son handmade hay là kem trộn. Thì bây giờ người ta hoàn toàn có thể tự tin rằng là người ta có thể mua được những chiếc Apple iPhone hoặc là Mac trên Shopee, hoặc là ví dụ gần đây nhất gần sắp tới gần đây nhất là ngày 7 tháng 7 các bạn cứ thử theo dõi flash sale của Shopee mà xem. Các bạn sẽ thấy rằng là một ngày sàn thương mại điện tử Shopee có thể bán hàng nghìn chiếc xe máy ở trên sàn. Người ta sẵn sàng bỏ ra 4, 5, 60 triệu để mua xe máy trên sàn thương mại điện tử. Để các bạn thấy rằng là cái cuộc chơi thương mại điện tử bây giờ không còn dành cho tiểu thương nữa. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai đó là các doanh nghiệp có lợi thế về sản xuất hoặc nguồn hàng. Thì nói về cái xu thế đấy là 2020, 2021 các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn gì? Gặp khó khăn về Covid và buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi. Khi các doanh nghiệp phải chuyển đổi thì có rất nhiều các doanh nghiệp lớn có thế mạnh về sản xuất họ chuyển đổi lên sàn. Và đối với các doanh nghiệp lớn mà có thế mạnh về sản xuất hoặc là với, ví dụ như trong ngành thời trang chẳng hạn, các công ty thời trang khi họ lên sàn thì rõ ràng rằng là các tiểu thương mà nhập hàng Quảng Châu, Trung Quốc là gần như không còn cơ hội trên sàn nữa. Các local brand ở Việt Nam hiện nay đang phát triển cực kỳ nhanh. Mình đơn cử như brand của chính mình, các bạn có thể lên trên Shopee, các bạn tìm ra là Genji. Thì Genji của mình phát triển vào tháng 10 năm 2020. À xin lỗi, 15 tháng 4 năm 2020 và tính đến nay là phát triển được 14 tháng. Bởi vì bây giờ đang tháng 7 đúng không ạ? Thì bọn mình đã đạt được hơn 460.000 follow với hơn 100.000 đánh giá. Và tổng doanh thu hàng năm, à xin lỗi mình xin phép không chia sẻ doanh thu ở đây. Bởi vì là cũng có nhiều yếu tố nhạy cảm. Cái làn sóng thứ ba đó là các làn sóng chuyển đổi mô hình từ Facebook. Tức là những cái người mà họ đang kinh doanh Facebook trước đây và họ đã rất thành công thì bây giờ các bạn thấy rằng là cái Facebook càng ngày nó càng thắt chặt và nó càng bóp các nhà quảng cáo của chúng ta. Gần đây nhất đúng không ạ? Vụ 4 thanh niên Việt Nam 36 triệu đô rất gì và này lọ. Thì khi các doanh nghiệp họ gặp khó khăn trong câu chuyện là kinh doanh trên nền tảng Facebook, họ buộc phải chuyển đổi. Và khi đó thì họ chuyển đổi lên sàn là ưu tiên số 1 của họ.
Và khi họ chuyển đổi lên sàn đấy, thì đối với dân Facebook thì mình cực kỳ là dân Facebook là ở lý do gì? Thứ nhất là họ quyết đoán, thứ hai là tư duy họ nhanh nhạy, và thứ ba là họ có tiền. Dân Facebook mà làm thành công Facebook từ giai đoạn 2014 đến 2018, có việc nếu như không ăn chơi tàn phá bóng bánh nô đề mà tích lũy được tiền, mà dùng cái tiền đấy để làm sàn đấy, thì các tiểu thương trên sàn không có cửa. Đối với dân Facebook không có cửa cả về tài chính lẫn câu chuyện là đầu óc. Và cái thứ tư là một cái hệ đông đảo nhất ở trên sàn hiện nay, mình gọi là người chơi hệ FOMO. FOMO là gì ạ? FOMO là viết tắt của Fear of Missing Out, có nghĩa là những người sợ bị bỏ lỡ cơ hội đấy. Nhưng mà nói là những người sợ bị bỏ lỡ cơ hội thì nghe nó hơi học thuật. Thường thì mình thích gọi những người FOMO là những người cảm thấy bị lóng đít khi thấy người khác thành công. Và cái hiệu ứng FOMO nó là cái hiệu ứng mà khiến cho rất rất nhiều người lao vào một cuộc chơi khi mà trong đầu mình cái hàm lượng kiến thức hoặc là kinh nghiệm gần như là con số không. Vì các cái ví dụ minh họa dễ nhất về thị trường FOMO thì các bạn có thể xem là thị trường tài chính, lao vào những cuộc chơi như WeFinEx hay là các sàn Coin rồi Trademark và tự nhận mình là các chuyên gia tài chính. Thì đấy đấy là điển hình cho những người FOMO. Thì những người FOMO trên sàn cũng vậy, họ là những người mà hàng ngày hàng giờ họ nhìn thấy là bao nhiêu người làm sàn, bao nhiêu người làm thương mại điện tử, bao nhiêu người thành công, ông này khoe 1.000 đơn, ông kia khoe 100 đơn các thứ đó. Thế thì sau khi khoe 1.000 đơn 100 đơn đấy thì họ cảm thấy là bị lóng ruột, và họ lao lên sàn họ chiến đấu. Thì với cái việc tham gia của bốn cái làn sóng du nhập lên sàn như này thì đòi hỏi là các marketer điều gì? Các marketer khi mà làm có thể thích ứng được với môi trường thương mại điện tử. Cái thứ hai đó là các cái xu hướng thương mại điện tử thì luôn luôn cập nhật, và các cái xu hướng mình sẽ cập nhật ở các slide sau đây. Và thứ ba là các marketer cần phải cực kỳ chủ động, sáng tạo, đồng thời cũng phải rất là nhiệt huyết, bởi vì cái xu hướng thương mại điện tử nó thay đổi theo giây chứ không phải là còn là theo ngày nữa. Rồi, thế thì với cái việc là các xu hướng marketing trên sàn thương mại điện tử hiện tại nó đang như thế nào và các marketer cần cập nhật gì, thì ở đây mình sẽ đưa cho mọi người một số các cái keyword. Ở đây mình sẽ không trình bày quá sâu về các cái keyword này, bởi vì nếu như mà mình hướng dẫn cho các marketer toàn bộ những cái phần sau cái slide này thì khả năng là mình sẽ mất 3 ngày. Nhưng mà thời lượng ở đây thì Tú chỉ cho mình có 30 phút thôi, cho nên là mình sẽ dừng lại ở khái niệm đó là cung cấp cho mọi người cái keyword để cho mọi người tìm hiểu về nó và có kiến thức căn bản về nó. Và chắc chắn rằng đây là các cái keyword mà các bạn phải biết khi làm thương mại điện tử giai đoạn 2021 và lửa cuối năm 2021 và trong tương lai. Rồi, cái keyword đầu tiên mà mình cung cấp cho các bạn marketer khi làm thương mại điện tử đó là hãy chủ động nắm bắt được tất cả các công cụ lội sàn. Nghĩa là bản thân một sàn thương mại điện tử họ cung cấp cho các nhà bán rất là nhiều các cái công cụ để phục vụ cho cái việc là marketing trên sàn. Và ở đây mình có ghi một cái câu đó là vững từ gốc thì mới mong đánh đông dẹp bắc. Nhiều bạn marketer đến cái giao diện của sàn các bạn cũng còn chưa nắm được, thì cái câu chuyện là làm marketing cho sàn thương mại điện tử là một cái điều nó rất xa xôi. Các bạn hãy không ngại trong cái vấn đề là đi vào một cái doanh nghiệp nhỏ, một cái shop nhỏ, nơi mà các bạn có thể là phải rất kiêm nhiệm rất là nhiều công việc và đa năng, để các bạn nắm bắt được tất cả những cái kiến thức mà trong cái sàn thương mại điện tử đấy cung cấp cho các bạn trước đã, trước khi nghĩ đến những cái điều quá xa xôi. Rồi, thứ hai là một cái chiến lược thứ hai mà các bạn cần nắm được khi làm marketing trên sàn thương mại điện tử đó là mình gọi là chiến lược pay to win. Pay to win thì chắc là các bạn cũng biết rồi, trả tiền để chiến thắng. Và ở đây mình có ghi một câu đó là người có tiền thì luôn luôn đúng. Cá nhân mình là một người mình rất là dị ứng, mình khẳng định là mình rất là dị ứng với các khẩu hiệu kiểu như là làm marketing không đồng, khởi nghiệp với vốn không đồng, tóm lại tất cả những cái gì dính đến không đồng thì mình không chơi. Tại vì mình thấy cá nhân mình cho rằng là những cái khẩu hiệu đấy mang tính chất là động viên và nó tạo ra cái gì nhỉ, gọi là truyền động lực nhiều hơn là tính thực tế của nó.
Hiện nay thì với sự lớn mạnh của các sàn thương mại điện tử, tất cả các sàn thương mại điện tử bao gồm cả Tiki, Lazada và đặc biệt là Shopee, họ luôn luôn có các marketing solution package, tức là các giải pháp marketing cho các cái nhãn hàng mà lên sàn muốn đi nhanh. Vậy thì chẳng có lý do gì một cái sàn họ đã tổ chức rất là lâu năm này, họ có đội ngũ chuyên nghiệp, họ có rất nhiều các kinh nghiệm trong việc là launching một cái nhãn hàng ở trên sàn, và việc của chủ các nhãn hàng chỉ là trả tiền để chiến thắng mà các bạn lại cũng không trả nữa, thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái điều thiếu sót đối với các nhãn hàng. Cho nên là với các nhãn hàng khi mà lên trên sàn kinh doanh và các bạn marketer ấy, thay vì các bạn ngồi các bạn planning về việc là mình sẽ phát triển cái nhãn hàng này như thế nào, thì cái việc đầu tiên các bạn cần phải làm đối với sàn đó là hỏi sàn xem có gói nào còn trống hay không để mua. Thì đấy là cái điều thứ hai mà mình khuyên các bạn làm, đó là nhắc lại, đó là cái chiến thuật là pay to win, trả tiền để chiến thắng. Rồi, một cái công cụ thứ ba mà các marketer cần phải làm được trong cái thời đại thương mại điện tử hiện nay, đó là khái niệm CPaaS. CPaaS là khái niệm, đó là quảng cáo cộng tác hiệu suất. Cái loại quảng cáo cộng tác hiệu suất thì nó khác gì so với các Facebook Ads thông thường? Thì hiện nay tất cả các sàn thương mại điện tử bao gồm Lazada và Shopee, họ đều cung cấp cho các bạn cái giải pháp chạy CPaaS này. Thì để cho các bạn mường tượng dễ nhất về việc là CPaaS là cái gì nhá, thì mình hỏi các bạn này, bình thường các bạn đang lướt Facebook hàng ngày đúng không ạ? Các bạn lướt Facebook hàng ngày thì rất thường xuyên các bạn sẽ gặp các cái mẫu quảng cáo của sàn. Và khi mà các bạn gặp các mẫu quảng cáo đấy và các bạn thấy rằng là cái mẫu quảng cáo ấy thú vị, các bạn bấm vào cái mẫu quảng cáo đấy, thì trên cái mobile của các bạn á, cái app của cái sàn thương mại điện tử đó, ví dụ như Lazada hoặc Shopee, nó sẽ được mở ngay trước mắt các bạn. Nó mở trước mắt các bạn và nó chọn đúng là con sản phẩm đấy. Thì một cái app mà tạo ra được cái hiệu ứng như vậy, nó gọi là CPaaS. CPaaS nó gọi là quảng cáo cộng tác hiệu suất, có nghĩa là nó là cái sự cộng tác giữa ba bên. Thứ nhất là Facebook, thứ hai là bạn, và thứ ba là sàn. Vậy là mỗi người sẽ bỏ ra một thứ gì đó trong cái mối quan hệ cộng tác này. Thứ nhất là sàn, họ bỏ ra cái gì? Sàn họ sẽ share cho các bạn một cái tài sản rất là quý giá của sàn, nó gọi là catalog. Catalog có nghĩa là danh mục ngành hàng này, danh sách các khách hàng đã vào gian hàng của bạn, hay là tất cả các cái thứ khác liên quan đến gian hàng và trên thị trường trên sàn. Nói một cách đơn giản cho các bạn ở Facebook marketing dễ hiểu, thì cái catalog của sàn ấy nó cũng giống như cái pixel mà các bạn dùng để chạy Facebook Ads đó. Đấy, như thế cho dễ hiểu. Nhà bán hàng bỏ ra gì? Nhà bán hàng bỏ ra tiền để chạy quảng cáo. Bởi vì rõ ràng là nhà bán hàng bỏ tiền chạy quảng cáo về sàn thì đương nhiên là ông sàn ông happy với cái điều đấy rồi. Cho nên là nó hình thành một mối quan hệ giữa ông sàn và nhà bán hàng, là ông sàn sẽ share cho các bạn cái gọi là tạm gọi là pixel đi nhá, gọi chia sẻ cho các bạn cái pixel để các bạn chạy và bạn bỏ tiền ra để chạy. Và nó cái quảng cáo CPaaS này nó là một cái thứ quảng cáo thần thánh hơn các loại quảng cáo Facebook Ads thông thường khác rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường các bạn nhà bán hàng mà các bạn đang chạy quảng cáo Facebook về sàn thì các bạn chạy theo một cách nó rất là, mình xin lỗi mình dùng từ đó là rất là ngây thơ, đó là các bạn thường lên một cái cam này, sau đó các bạn đặt cái đường link shop của các bạn ở đấy, ví dụ như là chiến dịch mùng 7 tháng 7 siêu khuyến mại, truy cập ngay https://shopee.vn tên shop của các bạn. Thế thì khi mà các bạn chạy một cái mẫu quảng cáo mà nó rất là ngây thơ như vậy á, thì điều gì xảy ra? Đấy là khách hàng cho dù có thấy thú vị đối với mẫu quảng cáo của các bạn á, thì khi khách hàng bấm vào cái đường link đấy, thì bởi vì đấy là cái đường link trực tiếp, thì cái trình duyệt nó sẽ được mở ra. Nhắc lại kỹ cái đoạn này này, cái trình duyệt nó sẽ được mở ra chứ không phải là cái app nó được mở ra. Và khi cái trình duyệt nó được mở ra đấy, thì nó sẽ yêu cầu khách hàng là phải đăng nhập lại, nó sẽ phải đăng nhập lại và khách hàng họ sẽ drop ở đấy. Thực tế bọn mình đã đo đếm các cái chiến dịch CPaaS so với lại các cái chiến dịch click to web thông thường để trỏ về sàn đấy, thì mình thấy rằng là cái tỷ lệ drop đối với các cái quảng cáo ngây thơ như trên mình vừa kể nó rơi vào khoảng từ 90 đến 95%. Và đấy là một cái điều rất là lãng phí ngân sách. Có thể các bạn xem cái mẫu báo cáo quảng cáo, các bạn thấy rằng là Facebook báo là hôm nay bạn có được 10.000 click, nhưng thực tế là con số đấy về sàn là chưa đến 1.500, chưa đến 1.500. Và thế thì các bạn bảo là tại sao em chạy chỉ số Facebook rất là tốt mà em không thấy traffic về sàn, hay là bộ đếm của sàn có bị vấn đề gì không? Xin lưu với các bạn rằng bộ đếm của sàn không bị vấn đề gì cả. Vấn đề đó cái việc là cái hành trình đi từ một platform social đó là Facebook sang một platform mua sắm đấy là Shopee, cái hành trình đó nó bị đứt gánh giữa đường. Và đối với các marketer làm marketing cho thương mại điện tử 2021 và các năm tiếp theo, nếu như các bạn đang chưa biết về việc là CPaaS là cái gì, thì mình khẳng định rằng là các bạn đang là những người tụt hậu. Rồi, cái thứ tư, cái xu hướng thứ tư mà các bạn cần phải nắm được trong cái việc là làm marketing trên sàn hiện nay, đó là cái sự bùng nổ của TikTok.
cái sự bùng nổ của TikTok thì hiện nay nó cung cấp đến các bạn một cái công cụ nó gọi là TikTok Ads with Deep Link. Thì cái công cụ TikTok Ads with Deep Link này nó là cái gì, thì mình để mà giải thích rõ nhất thì mình mời các bạn xem một cái video mà mình đã chuẩn bị ở đây. À, xin lỗi, chờ mình một chút. Con trỏ chuột của mình nó đang không bấm được vào ở à, đây rồi, đây rồi. Rồi các bạn cùng nhìn cái mẫu quảng cáo này của bên mình nhé. Rồi, các bạn vừa thấy điều gì ạ? Các bạn vừa thấy điều gì ạ? Đó là khi mà các bạn đang lướt một cái TikTok và thấy một cái mẫu quảng cáo, thì tại cái button là mua ngay á, khi các bạn bấm vào thì ngay lập tức cái app Shopee trên điện thoại của các bạn nó được mở và nó chọn đúng là cái shop của mình. Và cái shop mà đang show ở trên đây cũng chính là shop của mình đấy ạ. Một cái shop mà mình vừa nói là phát triển được 14 tháng và đã đạt được rất nhiều các cái thành tựu rực rỡ. Thì cái ở đây mình ghi đó là tối ưu trải nghiệm một trạm, thì nó cũng ý là cái câu chuyện Facebook mà mình vừa nói với các bạn rằng là khách hàng bây giờ họ rất lười, khách hàng của chúng ta cực kỳ lười và họ sẽ có xu hướng quay đầu ngay lập tức khi họ nhận thấy các dấu hiệu không tối ưu với cái trải nghiệm của họ. Thế thì khi các bạn chạy TikTok, chạy ad TikTok cũng vậy, nếu như các bạn không thể tạo ra được các trải nghiệm một trạm như cái video mình vừa show cho các bạn xem đấy, mà các bạn vẫn còn đang dừng lại ở câu chuyện là chạy TikTok về landing page xong rồi chạy các cái đường link mà nó đẩy ra trình duyệt của shop ấy, thì đây là một cái điều thiếu sót của các bạn và đây là cái khái niệm các bạn cũng cần phải tìm hiểu ngay TikTok Ads với Deep Link để trỏ thẳng về sàn thương mại điện tử và tạo ra được cái trải nghiệm một trạm như trên đó. Đấy là cái xu hướng tiếp theo. Rồi một cái công cụ nữa mà các bạn cần phải nắm được đấy là branding với TikTok. Ở đây thì mình có ghi một cái câu rất là vui mà gần đây mình hay nói với nhân viên của mình, nghĩa là ai rồi cũng phải chơi TikTok thôi. Trước đây thì các bạn có thể nghĩ rằng là TikTok là một cái nền tảng dành cho bọn trẻ trâu, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ rằng là những ai đã từng nói câu đấy, các bạn cần phải suy nghĩ lại. Các thương hiệu lớn, các nhãn hàng họ đều đầu tư vào TikTok. Ở đây mình lấy ví dụ sơ sơ ba cái nhãn hàng mình biết, bao gồm có Polomen. Polomen là một case study thành công cực kỳ điển hình với việc là branding thương hiệu của TikTok qua hình tượng là ông chú Polo. Hay là một nhãn hàng có rất nhiều các cái cửa hàng trong Sài Gòn là KGT, hoặc là một nhãn hàng thời trang nam khác là Fear Delim. Đó, thì câu chuyện là bây giờ các marketer cũng cần phải trong cái planning cho việc là phát triển doanh nghiệp của mình trên sàn, thì các bạn cũng cần phải đưa vào cái hạng mục đấy là xây dựng thương hiệu của nhãn hàng trên kênh TikTok. Thì tất nhiên cái phần này thì một bạn marketer sẽ rất khó có thể làm được một mình, nhưng các bạn có thể kết hợp với các bạn là content creator, rồi là các bạn quay phim để xây dựng một cái đội ngũ media cho cái doanh nghiệp của mình. Thì đây là cái điều mà các bạn cần phải có. Tiếp theo, một cái xu hướng nữa các bạn marketer cần phải nắm được khi kinh doanh trên sàn, đó là KOC sẽ là giải pháp thay thế KOL. Trước đây thì người ta thường để mà branding cho nhãn hàng ấy, và để thể hiện vị thế của nhãn hàng, thì các nhãn hàng thường thuê các KOL, các celeb hạng A, các người nổi tiếng. Thế nhưng gần đây, cái xu hướng gần đây lửa đầu năm 2021, thì với việc thứ nhất là các nhãn hàng không có quá nhiều chi phí nữa, trong khi giá các KOL thì hàng ngày hàng giờ tăng phi mã như tiền dăm bôi. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là liên tục các KOL lớn dính phốt về việc là quảng cáo sản phẩm. Thời gian vừa rồi đấy, đến Ngọc Trinh rồi Kiều Minh Tuấn rồi các cái KOL, thứ nhất là dính phốt quảng cáo tiền ảo này, thứ hai là chú Quyền Linh thì cũng dính phốt về việc là quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật này, nhưng mà sau đó thì đã xin lỗi rồi tất cả các thứ khác. Thì cái xu hướng của các nhãn hàng bây giờ là họ chuyển qua KOC. KOC là Key Opinion Customer, có nghĩa là những người tiêu dùng có tầm ảnh hưởng, thì cái hành vi của tiêu dùng của những người này sẽ có ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ những người có trong xã hội và tạo ra một cái chuyển đổi cực kỳ tốt. Rõ ràng rằng là về độ branding thì KOC mất mùa không thể làm được giống như KOL, nhưng cái tỷ lệ chuyển đổi của người xem thì nó lại cao hơn rất là nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể là kiểm chứng điều này bằng việc là có hai cái dẫn chứng sau đây. Thứ nhất là các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn search cái cụm từ là Shopee How, trong đó cái từ How viết là HUAL. Đấy, mình cũng không, bởi vì nó là một cái từ trong tiếng Hàn Quốc thì phải. Thì đó là một cái phong trào là những cái bạn vlogger, các bạn sẽ mua hàng ở trên Shopee và các bạn sẽ trải nghiệm và đưa ra các cái đánh giá của mình, sau đó thì ghi quay lại. Thì đấy là cái xu hướng thứ nhất này. Cái xu hướng thứ hai mà các bạn có thể thấy rằng nó nở rộ rất nhiều gần đây, đấy là người người làm
gì ạ, làm review, nhà nhà làm review. Như ở trên bảng thì mình ở trên slide mình cho các bạn này, Kiên review này, Ngọc Tình review này, Tuyến review này. Chưa bao giờ mà mình nhìn thấy cái làn sóng người ta trở thành reviewer nhiều như hiện tại. Và rõ ràng rằng là với cùng một budget, ví dụ như là các bạn thuê Trấn Thành mất 200 triệu đi, thì theo các bạn là cái việc là thuê Trấn Thành mất 200 triệu với việc là thuê 200 KOC, mỗi KOC 1 triệu, thì cái nào sẽ mang lại hiệu quả branding và chuyển đổi tốt hơn? Thì cái câu hỏi này mình sẽ để dành lại cho các bạn. Rồi, tiếp theo đấy là affiliate sẽ thay đổi bộ mặt marketing. Affiliate và B2C sẽ là xu hướng trong những năm tiếp theo. Tại sao mình nói rằng D2C là xu hướng trong năm tiếp theo? Thì mình dẫn chứng một cái câu chuyện từ một thị trường lớn hơn, đấy là thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc chúng ta tưởng rằng là 1688, chúng ta tưởng rằng là Taobao đã là cái gì đó rất kinh khủng rồi. Thế mà cái ngôi vị đấy hiện tại thì đang bị gọi là đe dọa từ một cái nền tảng rất mới, đó là Pinduoduo. Pinduoduo là một cái nền tảng mà D2C, tức là nhà bán hàng trực tiếp đến người dùng thông qua việc nó giống như mô hình mua chung ngày xưa của Việt Nam á. Rồi chúng ta thấy rằng là Facebook tưởng rằng nó sẽ là một mạng xã hội mà bất khả xâm phạm, thì bây giờ người ta có nhiều người xem TikTok nhiều hơn xem Facebook. Ở đây thì mình sẽ show cho các bạn xem một vài những cái hình ảnh, ví dụ như một cái trang giải trí rất là lớn, ví dụ Top Comment này. Thế như các bạn để ý cái trang giải trí ấy, Top Comment này, các bạn sẽ thấy rằng là cái tần suất đăng bài mà có gắn link affiliate của Shopee ấy nó nhiều vô đối luôn. Rồi gần đây các cái hội nhóm, hội săn mã giảm giá, hội săn deal các thứ, tất cả các mọi thứ, những cái hội như hai cái ảnh mà mình trình bày cho các bạn ấy chém đi không hết, thì nó thể hiện rất một cái điều rất là rõ ràng rằng là cái xu hướng đó là D2C, tức là cung cấp cái xu hướng là làm affiliate ấy, tức là mọc lên các hội nhóm gom khách hàng vào xong lại đưa ra các cái offer, hoặc là các cái bên giải trí họ nhảy vào họ làm affiliate đối với Shopee cực kỳ nhiều. Bây giờ mình đang chứng kiến là Top Comment làm affiliate này, Không Sợ Chó làm này, Thế Anh cũng có làm này, Thế Anh 28 cũng có làm đó. Thì các bạn thấy rằng là affiliate nó sẽ là xu hướng không thể chống lại được đối với lại việc làm marketing trên sàn, và do đó các marketer cũng cần phải nắm được các cái vấn đề này. Rồi thì như mình đã vừa nói với các bạn từ ngay từ phần đầu, thì cái slide của mình rồi cái thứ tiếp theo, cái xu hướng tiếp theo đó là livestream. Và đây mình chỉ cần nói một câu rất là ngắn gọn thôi, đấy là nếu như không làm livestream ấy thì nhãn hàng đừng nghĩ đến việc là làm thương mại điện tử nữa. Đây là lời khẳng định của mình. Một nhãn hàng làm thương mại điện tử bây giờ mà thiếu livestream ấy, nó cũng giống như kiểu là ăn bún đậu và thiếu mắm tôm ấy. Thì ở đây mình có show cho các bạn xem là một cái số livestream của bên mình này. Ví dụ ở cái ảnh bên trái ấy, các bạn thấy rằng trong một cái ngày sự kiện livestream thì cái like, cái số 1 là cái like của Shopee có 9.700 người xem trực tuyến, và cái like của mình là cái like số 2 đứng bên cạnh là có 8.000 người xem. Thử hỏi các bạn Facebook mà cái giai đoạn cách đây 1 năm các bạn mua page tích xanh, sau đó các bạn chạy ad Facebook để mà chạy livestream ấy, các bạn chạy bao nhiêu tiền thì được 8.000 mắt xem cùng lúc, đúng không? Và các bạn có thể đối chiếu với các bảng các cái số livestream thông thường hàng ngày của bọn mình đây, trung bình cũng có khoảng tầm ngày nào bèo bèo những vài nghìn, ngày to to thì cũng được mấy chục nghìn đó. Và quan trọng là tất cả các cái nền tảng này nó là hoàn toàn miễn phí, tất cả các số livestream này bọn mình không mất bất kỳ một cái chi phí nào để posting cho nó cả, ví dụ như không cần chạy ad này, không cần làm những cái việc khác. Vậy thì một cái nhãn hàng bây giờ làm thương mại điện tử mà không có xây cho mình được một cái studio và một đội media livestream thì đấy cũng là một cái nhãn hàng cực kỳ thiếu sót. Rồi, thì như nói với các bạn ở cái phần đầu đấy là do thời lượng cái phần trình bày của mình nó rất có bị giới hạn, cho nên ở đây mình dừng lại ở mức là cung cấp các khái niệm để các bạn tự tra cứu và tìm hiểu nó. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu kỹ về phần nào đấy thì một chút nữa khi mà đến phần Q&A thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ làm rõ. Còn phần trình bày của mình đến đây là hết, thì mình hy vọng rằng là phần trình bày của mình, thứ nhất là mang lại được các cái giá trị bổ ích cho các bạn, và cái thứ hai là cũng rất là xin lỗi nếu như trong phần trình bày của mình, tại vì mình người Hải Phòng nên là nhiều khi cá tính nó cũng hơi mạnh, nếu như có lỡ có lời nói nào mà làm các bạn cảm thấy chưa hài lòng thì cho mình xin lỗi. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin mời Tú ạ. Tú ơi, xin mời Tú ạ. Em rất là cảm ơn anh Huân với phần chia sẻ của mình. Thì phần chia sẻ của anh Huân đã cho chúng ta thấy một cái góc độ rất là rõ ràng về cái việc là những cái xu hướng của cái thương mại điện tử nó như thế nào, một số những cái hoạt động, những thứ gì cần lưu ý khi mà các bạn thực hiện hoạt động về thương mại điện tử ở trên các sàn, và đặc biệt là những cái sàn lớn, và cũng như là anh Huân cũng đưa ra một số những cái góc độ mà chúng ta thấy rõ hơn cái việc quan trọng của live streaming, tận dụng những cái KOC, tận dụng những cái mạng xã hội mới như là TikTok,
để mà có thể đạt chạm được tới nhiều người dùng hơn mà giảm bớt được cái chi phí đi. Thì những phần chia sẻ của anh cực kỳ giá trị và em nghĩ là rất là có giá trị cho các bạn mà đang thực sự lắng nghe.